Nhất định, bởi vì sao hàng nhà em nhập là hàng chọn nữa. Còn lác đác dính một vài cuộn loại nhỏ thôi. Còn ngoài thị trường có thể bây giờ người ta đang bán solo ta thì giá nó rẻ hơn, bởi vì hàng đấy là hàng nhập xô. Đó, hàng dây cuộn rất là to và đẹp nhé. Dỡ ra thì nó cũng phải rơi tầm khoảng 3 mét, trung bình tầm 2 đến 3 mét. Nhưng mà em thấy đa phần người ta còn, các bác về các bác dỡ ra còn hơn cả 3 mét, 4 mét nữa cơ. Cái này thì em cứ ước chừng trong khoảng đấy cho mọi người. Dạ, và đây là những cái hình ảnh của dòng dây leo tử đằng này rất là đẹp đấy ạ, em cho mọi người xem tham khảo. Đây là những cái mô hình mà người ta trồng. Đó, tỏa bóng rất là đẹp luôn. Hàng này thì hàng sưu tầm và lên rễ rất là khỏe. Đó, 350 và 200 nghìn đồng một cuộn nhé. Hàng này thì gửi đi xa thì các bác muốn yêu cầu ship chậm thì bên em vẫn ship chậm cho mọi người ạ. Mặt hàng thứ hai mà em xin giới thiệu các bác vừa cái cập bến chiều tối ngày hôm nay, đó chính là một lô chồn tím. Nói đến dòng hoa đuôi chồn thì là một cái dòng mà hoa rất là đẹp, vòi hoa thơm, hoa tỏa theo một chùm dài. Và đây là những cây chồn, nghĩa là cây chồn lớn và rất là nhiều cặp lá các bác nhé. Đây các bác nhìn lại những cái chậu chồn dáng hương đuôi chồn nhà em vừa về. Số lượng thì hôm nay chỉ có tầm khoảng tầm 30 chậu thôi, 30 chậu. Nhưng mà chiều nay thì hàng về cũng có một số khách người ta đến nhà, người ta cũng nhặt đi một số rồi, nên số lượng hiện tại thì nó cũng không có nhiều. Đấy, hôm nay em nhập hai mặt hàng này để giao lưu với các bác đấy ạ. Những cái chậu chồn rất là nhiều thân, nhiều rất là nhiều cặp lá này. Thực ra thì mỗi chậu thì nó cũng đã cân đối với nhau rồi, tức là có thể là một chậu nó sẽ hai cây nó xem đều nhau đây ạ. Ví dụ những hai cây nó đều nhau này, có những chậu thì có thể là một cây thì rất là trội đây, ví dụ chậu này thì một cây rất là trội to và một cây thì cây con thì nó nhỏ hơn một chút đó. Nhưng mà đa phần là một chậu thì nó đã cân đối, và hàng này thì em sẽ không chia hình nữa, tức là khi lựa đi cho các bác thì em sẽ lựa những cái chậu mà nó đẹp, sẽ lựa đi những cái chậu mà cân đối nó đẹp cho mọi người nhất là được nhất. Tại vì cái hàng này thì đa phần là cũng đã là những cái cây tuyển chọn rồi đấy, hàng rất là đẹp luôn. Và hàng cây trưởng này thành này thì chắc chắn tới đây là các bác cũng sẽ được chơi hoa luôn rồi. Đây là chồn tím nhé, mặt bông rất là tím đậm, và hàng này là hàng sưu tầm cho các bác. Sau đây thì em sẽ giới thiệu mọi người cái mặt hoa mà gửi từ nhà vườn ạ, để mọi người có thể tham khảo. Những cái cây chồn tím này, bình thường những cái cây nhiều cặp lá thì giá trị nó rất là cao, nhưng đã lên chậu này về các bác, thứ nhất là mình có thể là mình treo lên và mình tưới nước không thôi, không thì mình có thể là bỏ sang một cái chậu mới, sang chậu mới cũng được. Đây ạ, mặt hoa của chồn tím đây. Đây ạ, cái hình ảnh của nhà vườn này, vòi hoa rất là dài nhé các bác nhé. Đây, vòi hoa thì dài khỏi phải bàn rồi, rất là đẹp. Và số lượng bây giờ thì chỉ có hạn thôi nhé. Hàng này thì em hôm nay để ra một cái mức giá rất là hữu nghị các bác, chỉ có 340 một chậu thôi. Chứ em cũng đã tham khảo thị trường, những cái chậu này người ta phải bán ra phải hơn 400 nghìn một chậu đấy ạ. Hơn 400 nghìn một chậu đấy ạ. Một chậu chồn mà rễ ra rất là khỏe như vậy rồi này, rễ ra rất khỏe và rất là nhiều cặp lá. Đấy, những cái cây chồn trưởng thành, đây cái chậu của nó, cái chậu phi rất là to như vậy này, thì các bác biết là cái độ to của cái chồn nó như thế nào rồi. Nghĩa là có sẽ chậu những cái chậu hai cây đều nhau, có những chậu thì cây một cây nhỉnh hơn rất là nhiều, một cây thì nó nhỏ hơn một chút, nhưng mà đều là những cây xếp rất là đẹp. Còn thực ra thì nếu mà vận chuyển, đã vận chuyển, con đường vận chuyển thì nó có thể nó sẽ hơi bị xước xát một chút, thì cái này là không tránh được nhau nhá. Không tránh được cái quá trình mà vận chuyển nó hơi xước xát một chút, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ của cây đâu ạ. Đó, hôm nay thì số lượng chỉ còn có gần 30 chậu thôi, và giá là 340.000 đồng một chậu nhé. Hàng rất là đẹp luôn, đều là những cây trưởng thành và rất là nhiều cặp lá. Chuyển sang bên đây thì em có cái dòng hồ điệp đại. Nói chung là một hồ điệp đại thì là một cái mặt hàng quá thu hút khách hàng luôn. Hàng này em nhập số lượng nhiều nên là hàng thoải mái để các bác đặt từ giờ đến vài hôm nữa là vẫn đủ hàng. Đó, về số lượng rất là nhiều. Những cái cốc này là những cốc từ 3 chấm đến 3.5. Đó. Tuy nhiên thì cái cốc 3 chấm thì nó không sao, nhưng cái cốc 3.5 thì đa phần ví dụ những cái cây mà nó to quá ấy, thường nó hay bị tách lá hơn một chút. Đây, ví dụ những cái cây lá ở dưới phía dưới á, nó hay bị tách lá. Đây, cái lá nó kiểu nó như thế này này. Thì các bác cũng hết sức thông cảm nhé. Hàng này thì các bác đến nhà chọn thì nó dễ dàng hơn, chứ còn đóng gói đi thì thực sự là vất vả về những cái dòng hồ điệp này ạ. Hồ điệp thịt Tết giá thành nó hơi cao, nhưng giờ thì các bác nhập nó như kiểu làm về mình để làm giống đấy. Tức là cây này cũng cây trưởng thành rồi, và Tết mình chơi hoa được nữa, thì chỉ có giá là 55.000 đồng một cây thôi. Với những cái cây hồ điệp đại này chỉ có 55.000 đồng một cây, mà các bác mua từ 5 cây em sẽ giảm cho các bác còn 250 5 cây nhé. 250 được 5 cây hồ điệp rất là to đấy, tùy từng bản lá nhé. Có cây này thì màu này nó khác này, còn màu này thì nó lại lá nó ngắn hơn. Nghĩa cùng một cái cốc size như thế, nhưng mà cái những cái màu hoa khác nhau thì lá nó sẽ hơi khác nhau một chút, và cây to cây nhỏ nó sẽ khác nhau. Đó, đây, ví dụ như cái màu này thì lá của nó lại rất là nhỏ, cây nó rất là nhỏ thôi. Đó. Đấy, các bác nhìn ạ. Và em bán đồng giá với giá là 55.000 đồng một cốc,
mua 5 cốc giá 250 nhá. Với cái giá Tết 1 cốc thì giá đã 150 rồi. Bây giờ với 3 cốc thì các bác sẽ được mua 1 cốc trước Tết, thì bây giờ chỉ sẽ mua được 3 cốc hiện tại đấy ạ. Đấy, giá bây giờ thì quá là rẻ để cho một cái chậu hồ điệp đẹp và hoa nở bền từ 2 đến 3 tháng cơ. Hàng này thì hàng không phân màu nha mọi người nhé. Hàng không phân màu, số lượng thì còn ít thôi. Tiếp theo bên đây thì em xin giới thiệu sang cái đai châu, một dòng đai châu VIP của dòng Thái. Đó chính là màu hồng cánh sen. Hồng cánh sen thì hàng cây khủng thì chắc đa phần là Tết người ta về xuất. Còn bây giờ là các bác lấy cái hàng cây nhỡ này. Thứ nhất là nó vừa túi tiền với mọi người. Và thứ hai là nếu mà mình ghép vào trụ thì mình ghép những cây nhỏ nó sẽ rơi tiền hơn. Chứ ghép cây to thì nó hơi tốn kém về chi phí. Bởi vì hàng đai châu này nó hơi đắt tiền hơn những cái loại mặt hoa sổ số. Đây là cái chiều dài cây này, cái độ to của cây thì em sẽ ước chừng bằng cái bàn tay của mình để mọi người hình dung được. Tại vì em quay cái camera nó gần để mọi người biết được cái tình trạng của cây. Đấy, cây trung bình từ 4, trung bình khoảng 4 cặp lá. Đây, cũng có cây thì 3 cặp lá rưỡi. Đây các bác nhìn. Em ước chừng nhá. Đấy, em nhặt solo từng cây thôi. Đấy thì cái loại này thì em bán là 230 một cây, còn nếu mà lấy từ 3 cây tính giá 220.000. Đấy. Số lượng thì còn ít thôi, 220.000. Đây em còn 3 cây quy quy. Quy quy thì bình thường là bán là 100.000 đồng một cây đấy. 3 cây này bác nào lấy nốt thì em sẽ tính giá là 230.000. Tại vì mấy cây này nó hơi còi hơn một chút. Đấy ạ, hơi còi hơn một chút thì tính giá 230.000 3 cây này nhá. Hôm nay thì em có 3 cái cặp gọi là thanh đạm Indo để ra lưu với các bác. Nói chung là thanh đạm Indo này, những cái cây này là hàng của Thái và hoa của nó rất là thơm và bền. Tuy nhiên thì hàng bây giờ thì nó hơi còi hơn một chút, thì em sẽ chia từng cặp để em mọi người có thể nhìn hình dễ hơn. Những cái cây này thông thường nó rơi tầm 150 một cây. Thì bây giờ những cái cặp này em sẽ bán với giá là 250 một cặp, là các bác sẽ được một cái về các bác ghép được một giò thanh đạm Indo đẹp để các bác trưng bày nhá. Đấy. Hàng này hoa bền lắm và đặc biệt là hoa rất là thơm. Ví dụ đây là cặp số 1 này, cặp số 1 gồm 2 giả hành và đang lên mầm này. Đây các bác này, đẻ mầm chồi rất là nhiều. Cái mầm này hơi hỏng này. Đây còn một mầm này, 2 mầm. Đây cây số 2 đây. Cặp số nhất 250 này. Tiếp theo là cặp số 2. Cặp số 2, đây gồm một cây này. Đây là cây số 2. Thôi mấy cái cặp này em sẽ bán với giá 230 đi. Tại vì thấy nó hơi ít nhánh hơn bình thường. Đấy 230 cặp số 1 này. Cặp số 2 đây nhá, cũng 230.000. Đây cặp số 2 cũng 230. Đây. Đây cặp số 3. Cặp này thì đang đẻ mầm này, 2 mầm. Có một thân mẹ. Cái này thì cũng đang đẻ mầm này. Đây, mầm đẻ rất là khỏe. Đấy, 3 cặp. Cặp 1, 2, 3 đều đồng giá 230.000 nhá. Bình thường là 150 một cặp đấy ạ. Và cuối cùng thì em sẽ dành cái thời gian để em giới thiệu qua cái dòng hoàng thảo kèn. Nói chung là lô hoàng thảo kèn này thì em nhập một lô số lượng nhiều ấy, nên là em sẽ có thời gian em phân từng hình và chia thành từng đợt để mọi người đặt hàng nhá. Chia hình để mọi người dễ dàng nhìn rõ được cái hình của mình hơn. Bởi vì đây là một cái dòng mà giá trị nó cũng hơi cao một chút. Nhưng mà thực ra thì cái hàng này là hàng người ta thuần đại vừa rồi. Tức là về các bác chỉ việc sang chậu rất là dễ dàng. Và thứ hai mình treo không cũng được. Mình treo không mình bón thêm phân cũng được. Hoàng thảo kèn thì nó cũng thuộc cái dòng nó cũng hơi khó tính nữa. Các bác mới tập chơi mình chơi mà không biết cách cũng có thể rất dễ đến cây nó hơi nó khó phát triển. Nó hàng thuần tại vườn và dễ bám rất là chắc chắn vào giá thể. Đó. Hàng này Tết thử sức các bác chơi hoa nhé các bác nhé. Bởi vì cái hàng này Tết vừa rồi ấy là người ta chơi hoa xong rồi. Người ta cắt những cái ki thân già ra, người ta bắt đầu người ta ươm ki mới. Và đây là những cái ki mới người ta nó đang phát triển lên để người họ xuất cho các bác là chơi Tết năm nay luôn đấy ạ. Hoàng thảo kèn. Hàng này thì bảo hành các bác 100%. Hàng nhà vườn uy tín và đã gửi cho em ảnh cho em. Và năm ngoái thì lúc đấy nó đang sổ hoa rồi ấy. Nhưng mà cái hoa của nụ của nó to quá. Thành ra là mình không dám nhập. Vì gửi đi xa thì sợ nó hư hoa. Trong khi đó thì gửi đi lại về thêm một chuyến nữa về các bác nữa, thành ra nó khó. Nên là thành ra em chỉ nhập đến cái thời điểm bây giờ là cái thời điểm nó đang lên mầm chồi ấy, gửi đi nó an toàn hơn. Và em nói luôn nhá, cái mặt hoa này là mặt hoa kèn rừng Lào. Tức là so với mặt hoa kèn thì nó có rất là nhiều loại, có thể là kèn Lai Châu là rất là nổi tiếng rồi. Sau đó là đến kèn rừng Lào và kèn rừng Myanmar, rồi một số mặt hàng kèn khác. Thì cái kèn rừng Lào thì em thấy nó khá là
đứng sau cái kèn Lai Châu thôi. Còn đâu là cái mặt hoa nó cũng khá là tương tự. Nhiều người người ta vẫn bán cái dòng này thì bán sang kèn Lai Châu thì mình cũng không biết đâu mà được. Đó. Đấy, hàng ảnh vừa rồi nhà vườn người ta gửi đấy, mặt rất là đậm và đẹp đúng không ạ? Đó, và hôm nay thì em giao lưu một số chậu hiện tại nhà em còn. Còn một số chậu mà em đánh thêm ở phía mã phía sau ấy thì em cứ tiếp nối, ở phía đằng sau nhá. Mọi người xem ưng cái hình nào thì mọi người có thể lựa chọn dễ hơn này. Hình này em gọi là K1 này. K1 gồm có 1, 2, 3, 4, 5 thân, 500 nghìn. 2, 4, 5, 500 nghìn, cả dài cả ngắn nhá. Chứ kèn Lai Châu một cái thân nhỏ nhỏ này người ta đã bán lên 300-400 rồi. Tại vì tính theo centi mà đúng không ạ? Đấy, đặc biệt cái thân nó dài như vậy. K này là K3. K3 gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 thân. Ngắn. Cả dài cả ngắn. 470.000. Đấy, đang lên mầm gốc rất là nhiều nhá. Mà cây nó ăn quá là dễ vào giá thẻ rồi này. Tiếp theo là đây là giò K13. K13 gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cũng 6 thân. Nhưng thân này nó bị hơi bị chớm, bị hỏng cái đầu. Thì giò này em sẽ bớt cho các bác còn 450 nhé. K13 450, 470 còn trừ đi còn 450 này. Tiếp theo là K16. K16 gồm có 2, 4, 5, 6, 7 thân. 7 thân rất là dài. Và đằng sau cái này đang lên ki rất là nhiều này. 4 cái ki đang lên này. 4 mầm gốc này, 600.000 K16. Tiếp theo là K17. Một giò 570.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân. 6 thân, 570.000. Đó, hàng lên rất là khỏe. Tiếp theo là K18. 1, 2, 3, 4. 4 thân dài và 2 ki nhỏ. 520.000. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Hoàng thảo kèn, hàng tím đậm. K18, 520. Tiếp theo là K19. 503, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 530.000, 530.000, K16, à K19, đây em đánh từ K21 này, K21 còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ki, 7 ki này 550 này, đấy rất là đều và đẹp, 550, K21, tiếp theo K22 cùng một giò, mầm nó hơi nhỏ nên giò này chỉ có giá 500.000 thôi, 2 này, 3 này, 4, 5 này, 6, 7, 8. Đấy, cả những cái mầm gốc đang lên là 8 này, 500.000. 500.000 một chậu hoàng thảo kèn. K23, một cái giò 550, gồm có 2, 3, 4, 5, 6. Ồ, em không để ý là cái giò này nó bị hư mất cái đầu ngọn này. Giờ mới để ý. Cái giò này đầu tiên em để 550 này. Vừa mới phát hiện ra nó bị hư cái này thì em sẽ tính cái giò 470 nhá. 470 cái giò này gọi là giò K23 trừ đi 80.000, cái nó bị lỗi độ ngọt. Tiếp theo là K24 này, K24 550 gồm 1 2 3 4 5 6 và thêm nhỏ đây là 7 7 ki này. 7 ki này 550 này, đây em đứng xa cho mọi người xem luôn. Tiếp theo là K25 520.000. 1 2 3 4 5 6 2 ki nhỏ mầm dưới còn 4 thân rất là dài, 520. Và cuối cùng là K26, 3 thân dài chưa ạ? 3 thân rất là dài nhé. Và có 1, 2, 3 ki nhỏ. Đó. Giò này 500.000. Đó, có một số mặt hàng giò hoàng thảo kèn em vừa giao lưu với các bác nhé. Mọi người ưng cái hình nào thì các bác đặt hàng báo lại bên em. Có một số giò em trừ trực tiếp trên hóa đơn thì em sẽ điều chỉnh lại đơn giá ở phía trên tờ tem của nhà em ạ. Và cuối cùng thì em sẽ xin phép là dành qua những cái phút cuối cùng em điểm qua những dòng phân thuốc nhá. Hàng chiều nay thì đã về đến bản rồi. Đã về đầy đủ những cái dòng phân thuốc mà hôm vừa rồi em nợ đơn các bác khá là nhiều. Nói chung là về hàng rất là mới và số lượng nhiều luôn. Đấy ạ, đầu tiên thì em giới thiệu sang, đầu tiên là cái dòng chế phẩm Hùng Nguyễn. Cái chế phẩm khá là quen thuộc này. 25.000 một lọ, còn một cặp là 50.000. N3M, cái này là kích rễ cực mạnh này, N3M. Hàng này nó lên giá rồi, nhưng mà em vẫn giữ giá cho các bác nhé. 20.000 đồng một lọ, N3M. Đây là kích rễ cực mạnh của Việt Nam. Còn nếu mà cái loại kích rễ cực mạnh các bác muốn lấy cái sang cái loại của Thái Lan thì các bác có thể dùng sang cái dạng Exotic, cái dạng nước này này. Exotic kích rễ của Thái này, cái loại này là 70.000. B1 thì nhà em có một số loại như sau. Cái B1 thì em có cái loại B1 thường,
B1 thường lọ nhỏ hơn lọ này thì không biết là để đâu, nhân viên ở đâu. Nhưng cái lọ đấy là 20.000, còn cái lọ này lọ to. Lọ 250 thì là 40.000, còn cái loại 100ml thì nó là 20.000. Đó. Còn có loại B1 Thái này, cái này là B1 Thái là 40.000 này. B1 Mỹ ở đây là 50.000, 50.000 B1 Mỹ. Phân bón lá thì em có 3 chỉ số. Đây ạ, đây phân bón của Growmore này có 3 chỉ số này, 6 30 30. Cái này là 20 đều này. Và một cái nữa là 30 10 10 ở đây thì là 25.000. Đó, 25.000. Cái loại nó phân bón lá 3 chỉ số này. Root phân tiếp theo là phân bón lá TerraSort 4 hay là gọi là Root 4 này. Cái này là siêu ra rễ này, cái này thì 25.000 đồng một lọ. Đây là TerraSort 4. Còn cái lọ TerraSort 2 hay là cái này là Root 2 này, quên. Cái này là Root 2. Root 2 thì em bán 40.000. Thêm cái Root 2 là 40.000, còn cái Root 4 là 25.000. Tiếp theo nữa thì em giới thiệu sang cái dòng sống thố nhũn cũng như là kích rễ, cái bộ sản phẩm của Ngọc Linh. Đây ạ, cái này thì đồng giá là 85.000 đồng một lọ. Các bác có thể lấy một trong hai. Cái sản phẩm này là cái sản phẩm kích rễ cực mạnh này, siêu ra rễ. Còn đây là cái trị thối nhũn 24 giờ của Ngọc Linh, giá niêm yết trên bao bì là 85.000. Tiếp theo thì phân bón em có cái phân bón của dòng đầu trâu này. Đầu trâu có cái loại đầu trâu 501 nảy chồi ra lá này. Còn cái 701 là kích thích ra hoa. Còn cái 901 màu hồng kia là dưỡng hoa lâu tàn. Đấy, bộ sản phẩm với giá là 25.000 đồng một lọ. Đấy, đồng giá luôn nhé mọi nhé. Tiếp theo nữa thì em chuyển sang cái dòng đây, cái bột Rooting Power này. Cái sản phẩm này của Mỹ này, Rooting Power dạng bột này thì em bán với giá là 230.000. Cái lọ này, để các bác khi mà kỳ này, các bác này, kỳ này, 230.000. Chấm vào cái đầu kỳ, các bác cắt kỳ á. Vừa mới về thêm cái bổ sung cái chế phẩm nem Ben 2 này. Sản phẩm này là cái sản phẩm mà trị các giống dẹp, rầy ruồi, sâu bướm này. Cái này công dụng nó trên bao bì rồi mọi người nhá. Đấy, trị rệp, rầy, các con bọ sáp cứng, nhện đỏ này, bọ xít này. Đấy, 60.000 đồng một lọ cái rút. Ở cái Ben 2 này, Ben 2 chế phẩm của Hùng Nguyễn. Phía trên đây thì em có cái loại Fisan. Fisan này là cái Fisan trị thối nhũn dạng lọ, là Fisan trị thối nhũn. Ngoài ra thì em có cái loại Fisan dạng gói này. Dạng gói này, Fisan dạng gói này là 10.000 đồng một gói. 10.000 đồng một gói Fisan. Còn thối nhũn nữa thì em có cả cái dòng Bonner này, viên sủi Bonner là 10.000 đồng một viên. Hoặc là cái Kin Kin Bun. Đã, còn cái Kin Kin Bun này thì em bán với giá là 50.000. 50.000 cái Kin Kin Bun. Cái Anchancon này là 40.000 đồng một gói. Nấm Chico để ma dạng gói là 15.000 đồng một gói này, 15.000 đồng một gói. Sản phẩm Vua Phong Lan 10.000 đồng một gói. Đấy. Vừa kích hoa vừa về cho mầm nữa. Cái này rất là nhiều công dụng này. Còn đây là cái sản phẩm diệt sen 15.000 đồng một gói vừa mới về. Đây là dòng bả sen này, 15.000 đồng một gói. Diệt kiến. Diệt kiến thì 5.000 đồng một gói, 5.000 đồng một gói diệt kiến. Nay về thêm cả cái sản phẩm diệt kiến mới nữa, tí em sẽ tìm để em giới thiệu mọi người nhé. Siêu lân. Siêu lân là 10.000 đồng một gói này, vừa về bổ sung siêu lân này. Siêu kali. Siêu kali thì 15.000. Siêu kali thì để ở phía dưới. Đây, diệt kiến này, diệt kiến này là 5.000 đồng một gói này. Diệt kiến giá là 5.000 đồng một gói. Atonic là 10.000 đồng một gói. Atonic mua cả hộp 10 gói thì giá 90.000. Đây là siêu kali 15.000 này. Nano bạc thì có cái nano bạc. Đây, cái sản phẩm nano bạc của Hùng Nguyễn này. Đấy, cái này sát khuẩn nano bạc này. Cái này là 30.000. Còn cái nano đồng này là 35.000 này. 35.000 cái nano đồng. Tinh dầu thảo mộc 90.000 đồng một lọ. Tinh dầu thảo mộc. Hôm nay thì em về cái lọ B1 Thái loại dạng to này, loại 1 lít này. Đấy, bác nào mà nhà vườn mà lấy cái loại to này thì nó dôi hơn. Loại này thì em bán với giá là 150 một lọ. 150 một lọ 1 lít. Đối với dòng B1 Thái này. Cái viên nén kali. Viên nén kali. Viên nén kali là 60.000 đồng một túi 1 cân. Đấy, hôm nay về cả sữa Thái đó. Phân đạm sữa Thái này, nhưng mà em chưa nhìn lại cái bảng giá. Các bác, ôi cái này dạng thủy tinh à? Chai thủy tinh gửi đi là hơi khó ấy. Cái này khả năng là chắc là chỉ để các bác đến nhà thôi. Chứ còn cái này thì em nghĩ là không gửi đi xa được. Cái này mai em sẽ xem lại đơn giá.
Tại vì một số bác có nhu cầu hỏi nên em lấy về, nhưng em không biết là nó là một lọ thủy tinh. Đây, còn cái humic acid 322 này thì là 120.000, thì gói 1 lít này, à cái lọ 1 lít này. Đây ạ, hôm nay thì về thêm bổ sung cái phân bón thông minh đây rồi. Nhiều bác hỏi cái mặt hàng này quá, hôm nay vừa về này. À, cái này nè. Đây ạ, cái Rinan này thì em bán với giá là 30.000 nhá. Đây là cái viên thông minh này dòng cho phong lan cây con này, 30.000. Cái chỉ số là 310808. Đây là cái này vừa mới về này. Đây, cái Rinan 3108 này. Keo liền sẹo của Mỹ là 50.000. Cái này là keo liền sẹo đen. Tiếp theo là B12. Hôm nay thì em về cái B12, cái dạng này là dạng lọ to các bác nhá, dạng lọ to. Hôm vừa rồi cái lọ nhỏ em bán 25.000, nhưng mà cái lọ đấy là 20ml, còn cái loại này là 100ml thì em bán là 50.000. B12 này 50.000. Bencola là 25.000 đồng một lọ. 25.000 đồng một lọ xử lý virus vi khuẩn nấm mốc cho cây này, 25.000 đồng một lọ. À em quên mất là cái phiên bón thông minh thì em còn một cái loại chỉ số 22-10-10 là cái này cho phong lan trưởng thành nhé. Loại này cũng đồng giá là 25.000 đồng, à quên 30.000 đồng một lọ. Đấy, có hai cái loại cho cây con này. Mọi người hay dùng cái chỉ số 3108 thì nhiều hơn, thì em lấy cái loại này nhiều hơn. Tiếp theo thì có cả cái Movento, cái này là trị rệp sáp này. Trị rệp sáp, cái này thì chắc là tối em sẽ xem lại đơn giá. Cái này em chưa xem lại đơn giá này, không rõ chính xác đơn giá là bao nhiêu. Nhưng chắc chắn là đưa ra cái giá là nó hợp lý với cả thị trường ấy. Cái Movento này, thuốc trừ sâu. Còn đây là có cả cái Fendona này, trị kiến gián này. Hôm nay về lọ này, tối em sẽ xem lại bảng giá và ngày mai em sẽ update cho mọi người nhé. Fendona này. Ở phía trên đây thì em có cái dòng Terasort, à cái này siêu ra lá đây, siêu to lá. Hôm vừa rồi các bác muốn hỏi cái dòng mà siêu to lá thì hôm nay em về cái Terasort Folia. Đấy cái dòng này, không biết là cái này 25.000 hay là bao nhiêu ấy. Để tối em xem lại nhé mọi người nhé, 25.000. Đấy, Terasort Folia, chắc là 25.000 cái lọ này thôi. Tiếp theo đây là Fish Emulsion, là cái này là phân đạm của cá này, 70.000 cái lọ phân đạm cá này. Có cái loại ORG Hum, cái này là bao nhiêu nhỉ? ORG Hum, cái này hình như là, đây em vừa nhìn lại cái bảng giá thì ORG Hum này là 30.000 này. Ngày mai em sẽ update cái này mới về nên thành ra là không chưa biết đến giá cả. Dưỡng chất AB này, dưỡng chất AB 100.000 đồng một lọ. Decamon 65.000 đồng một lọ. Cái này thường kết hợp với cái Super Thai là một này, kết hợp với cái Humic Acid 322. Đấy cái bộ 3 đấy người ta hay kết hợp với nhau. Cái này 65 này. Còn Super Thai thì em có 3 loại này. Thứ nhất là cái loại này, cái loại 100.000. Đấy cái loại 100.000 này, 50ml này. Cái loại trên đây là loại của Mỹ là 230.000. Loại này là 60ml. Còn cái loại 120ml này, cái loại này lọ to này, lọ này là 330. Đấy, hôm nay vừa mới về đấy, cập nhật luôn, hàng mới về luôn. Còn đây là siêu mập ki. Siêu mập ki, cái này em bán 80.000, siêu mập ki F1 80.000 cái lọ này nhá. Power Fit này. Cái này Power Fit, cái này thì mai em update cho mọi người nhé. Cái này thì em quên, em chưa xem lại cái bảng giá. Nhiều loại mới về quá, không để ý. Mập mầm to, cơ to hoa dày cánh này, siêu mập ki. Hình như là cũng tương đối những cái dòng phân thuốc mà vừa giới thiệu các bác rồi. À còn cái Ami Green. Ở đây, cái Ami Green đấy ạ. Ami Green, cái này là cái sản phẩm mà giải độc chống sốc cho cây lan này. Cái này thì các bác có thể dùng cái Ami Green hoặc có thể dùng cái B12. Cái này là 50.000. Cái Ami Green 50.000. 50.000 cái Ami Green nhá. Bà Sen Di Xanh. Tiếp theo là Di Xanh ạ. Di Xanh thì em bán với giá là 60.000. Đấy vừa về này, 60.000 Kiki Di Xanh. Còn Kiki Di Đỏ này thì là 70.000. 70.000 Kiki Di Đỏ. Đây hôm nay là về thì cái này là cái gì đây? Đây ốc bươu vàng à? Thuốc trừ ốc bươu vàng.
Hôm nay về thêm một cái loại này nữa, em thấy nó khá là đặc trị nhưng mà chưa xem lại đơn giá, chứ cái gói này nó cũng rẻ rẻ tiền thôi. Đấy, cái này mai em kiểm tra lại đơn giá này. HN Salmon này. Đây, Ridomin Gold 50.000 đồng một gói này, Ridomin Gold. Đây diệt sên này. Phân bón về vừa về này, keo liền sẹo Mỹ này. Ở bên đây dưới đây nó là gì đây? Đây, Pesua 130.000. Sản phẩm anh Nguyễn Quốc Tư. B1 Mỹ này. À, đây hôm nay thì em có cái về thêm cái dòng cái viên nén sơ dừa này. Đây các bác này, cái này để ươm ki nhá bác nhá. Cái sản phẩm này em thấy nó khá là công hiệu, tức là cái này là người ta nén lại về, các bác chỉ cần cho cái ki lên trên đây thôi. Và sau này mình cứ tưới dần dần là nó nở cái sơ dừa ra và ki nó bám chắc vào cái sơ dừa này. Mình sang chậu cũng dễ dàng cái viên nén sơ dừa này. Cái này thì em bán với giá là 1.000 một viên nhá, 1.000 một viên. Đấy cái viên nén sơ dừa này. Thế bên này về cả một hộp luôn. Tiếp theo bên đây thì em có cái túi lưới đựng phân 20.000 một bó. Cái này mai em bó cho mọi người. Cái loại cắt sẵn 20.000 đồng một bó này. Còn cái lưới lót đây túi lưới lót chậu này, 20.000 cũng đồng một đỏ bó này. Dạ. Còn phía bên đây thì em xin giới thiệu sang cái dòng phân bón nhà em vừa về này. Phân bón thì đây là phân Mỹ này, phân Mỹ nhà em về một bao, tức là các bác lấy bao nhiêu thì em sẽ cân từng đấy này. Cái này thì em bán